Ok các bạn, thì trên cái hộp nó có hướng dẫn luôn nha. Đó, mình sẽ nhìn vô cái hộp này để mình ráp nha các bạn. Lấy một cái ngựa chân người, lấy một cái chân ngựa nha các bạn, để mình cho các bạn xem. Một chân người và một cái người, một chân người và một cái người gắn một cái tay vào, gắn cái cánh tay vào nha các bạn. Đây, đấy, cho các bạn xem một vòng cánh tay, cánh tay bên, cánh tay bên trái nha các bạn. Sau đó mình sẽ ráp cánh tay bên phải. Cánh tay bên phải. Ủa cánh tay bên phải đâu rồi? Đây. Cánh tay bên phải luôn nha các bạn. Cái nhỏ chiếu à. Mất một cái là khỏi ráp luôn. Ok. Gắn hai bàn tay lại với nhau hả? Ok, gắn hai bàn tay lại. Hai cái bàn tay đâu rồi? Đây, hai bàn tay này. Đây nè các bạn. Giờ chiếu à các bạn. Rớt bể rồi. Đây, mình để xa ra. À, các bạn thấy mặt mình chưa? À, giờ mình sẽ gắn cái cánh tay nha các bạn. Đây. Ôi. Đây nha. Cái tiếp theo. Đây. Mình sẽ cho nó giơ hai tay lên nha, tại vì trong hướng dẫn nó cho người ta cho lấy cái đầu ráp vô. Ráp cái đầu vô. Kiếm cái mũ các bạn. Mũ đâu rồi? À đây. Mũ đế, mũ đây nè. Đây các bạn, 90% rồi nha các bạn, chỉ còn việc dán hai cái vũ khí vô nữa thôi là 100%. À, cái gì ta, thêm cái kia nữa các bạn, cái kia nữa. Vậy kìa, biết rồi. Cái khiên là các bạn muốn cái khiên hình con hổ nha các bạn, khiên hình con hổ à. Đấy, lớp cái lớp xe, lớp xe nó làm bằng cao su nha các bạn. Dẹp á hai các bạn. Đây, sau khi gắn cái khiên thì nó được như thế này. Các bạn muốn nó khác á, thì các bạn bẻ cái tay qua, bẻ cái tay của nó qua như đây nè. Yeah. Rồi các bạn cho nó cầm vào tay là ok nha các bạn. Ok, mình sẽ để nó qua một bên, giờ mình sẽ ráp chiếc xe. Ok, chiếc xe có vẻ hơi khó, mình coi ơi. À, kiếm cái nạ, cái kinh nạ ráp vô cái nạ. Các bạn thấy nó ra hình chiếc xe, sau đó gắn cái lốp xe và cái bánh, hai cái luôn nha các bạn, hai cái như là tương tự hai cái. Ở dưới người ta ghi nhân 2 là làm tương tự như thế hai cái nha các bạn. Sau đó rồi mình sẽ gắn vào. Đây các bạn, chạy được luôn. Sau đó là gắn cái cổ lái vào. Ôi trời,
khó gắn cái cổ lái lắm nha các bạn. Cái cổ lái cứ ngắt ngắt à. Đây các bạn, đó, xây một vòng cho các bạn xem. Sau đó mình lấy cái miếng này gác vô như thế này, sau đó lại như thế này, như thế này. Đây, hoàn thành chiếc xe. À mình quên, xem tí nữa là quên gắn bộ giáp vào cho nó rồi. Đây các bạn, bộ giáp full bộ vàng luôn nha các bạn. Đấy. À, chẳng vàng. Đấy, đẹp chưa? Đây, đẹp chưa? Ai vậy đây mới đẹp. Đấy, nó đứng trên một cái thượng trên cái đầu của nó luôn. Đây ok, mình sẽ dẹp cái bản hướng dẫn luôn nha các bạn. Đây. Rồi con tiếp theo nha các bạn. Có hai con lận. Con màu đỏ thì... màu đỏ nha các bạn, nó màu đỏ nha. Sau đó là tới con màu trắng nha các bạn. Ok, để mình lấy cái hộp con màu trắng cái đã.